Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một cặp vỏ thùng loa subwoofer bass 30. Hàng này các bác nào mà kỹ tính thì có gọi đây là hàng thửa nhá. Bởi vì hàng đặt riêng, mã riêng. Con này là nắp cho các loại bass từ 30, từ 19 côn 76 đến từ 22 côn 100. Thì nó sẽ ra hết chất của cái thùng này luôn. Lực đánh của nó rất là mạnh. Nó không kém gì một chiếc sub 40. Không kém gì một chiếc sub 40. Hàng này thì em làm xong tầm 3-4 ngày hôm nay rồi. Nhưng mà bận quá. Hôm nay có thời gian quay review cho các bác một tí. Đấy, vẫn còn nguyên bụi bẩn này. Hàng làm xong 3-4 ngày hôm nay rồi. Em vừa làm xong mấy hôm nữa. Đấy. Thì là bây giờ là giới thiệu các bác. Quên không vệ sinh thì các bác vừa thấy em vệ xịt đấy. Thì cái này là bát 30. Thùng đựng bát 30 nhá. Thiết kế rất là to, cực kỳ là hoành tráng. Súp hầm. Có thiết kế design thêm một cái nỗ cọc ở trên nóc này. Đấy. Đây là cái phần sau. Thì này em sẽ có hai cái rắc lưu trích đậu đây. Hai cái rắc lưu trích đậu đây. Đây là bên trong thùng này. Anh em nào mà muốn copy thùng này thì không phải hỏi đâu nhá. Cứ vào trang chủ của BNC, vào cái phần gọi là đề xuất thiết kế, tải về và cứ thế mà làm. Thùng này hiện tại bên em đang bán với mức giá không hề rẻ. Không hề rẻ. 3 triệu rưỡi một cặp vỏ này. Còn các bác lấy một chiếc thì nó sẽ là 1 triệu 8 một chiếc. Và giá trên là bao ship. 3 triệu rưỡi một cặp vỏ. Vỏ thôi mà 3 triệu rưỡi nhá, không phải chuyện đùa đâu. Đắt cực kỳ luôn. Và bao ship. Cái tiền ship này nó mất đâu đó là một chiếc này nó có tầm 500 nghìn một chiếc, khoảng tầm 500 nghìn một chiếc gửi Viettel bưu điện. Nếu mà gửi xe thì nó chỉ tầm 200 thôi. Đấy, xa thì cũng chỉ 300 thôi. Đây nhá. Đây là sau này. Cái bát thì là em bắn ở trong thùng này và tất cả đều là ốc chôn gen đầy đủ hết. Đấy, tất cả đều có ốc chôn gen đầy đủ. Rồi các bác lấy thì là cái tấm tấm hậu này em sẽ nắp rắc vào và hàn sẵn dây luôn cho các bác. Còn các bác muốn nắp củ loa như thế nào thì các bác cứ báo. Hiện tại em có một số dòng củ bát như là bát từ 19 côn 16 Trung Quốc xịn, hoặc là cái loại từ 15-6 côn 63 Trung Quốc xịn. Thì cái bát đó nó dao động khoảng tầm từ 600 đến 800 và đắt nhất là 1 triệu 4 một chiếc bát 30. Đấy. Thì nó nắp vào cái thùng này nó sẽ ra được cái chất luôn luôn. Thùng này thiết kế bởi BNC của Ý. Và tất cả bên trong, chi tiết bên trong thùng này đều được hạ mộng âm dương ghép nối rất là chính xác. Rất là chính xác các bác nhé. Và lực đánh của nó thì không hề bình thường một tí nào. Bây giờ các bác biết một cái súp 30 rồi. Thì nó chỉ ngắn đến đoạn giữa này thôi. Đấy, đoạn giữa này thôi. Thì gọi là cái thùng nó gần vuông. Và lực đánh của nó thì các bác chưa gia đình thì nghe vừa. Nhưng con này mà nắp đúng cái củ bát mà nó hợp với thùng, nó ra được cái chất của nó thì nó đánh cũng ghê gớm lắm. Chả kém gì một chiếc súp 40 mặt đâu. Không kém đâu. Mà thiết kế rất là gọn. Lực đánh vừa êm vừa sâu, vừa đầm vừa nực. Đấy. Thùng đây các bác nhá. Sần sần. Đấy. Sần sần gọi là sần mịn có gai. Đấy. Chị em mẫu này mà làm sần cát thì tốn tiền lắm. Bởi vì cái công nghệ làm nên cái thùng này thì nó tốn gỗ thôi. Chứ còn thật ra thì công nó cũng chả có nhiều. Đôi này công thợ làm các cái nó cũng trung bình thôi. Nó không đắt lắm đâu. Nó chỉ có tầm 300-400 nghìn trên một cái thùng này thôi. Một đôi này vào tầm 800 nghìn tiền công thợ. Công riêng ấy. Đấy. Cả vẽ, cả công thợ rồi đó. Nói chung là các cái nó đóng lên cho mình như thế. Về mình chỉ có giới thiệu và test thử. Ok là sẽ xuất ra thị trường thôi. Với cái thùng này thì em nói thẳng này. Giá trong một đôi các bác mua thì có thể là đắt. Nhưng các bác về các bác dùng rồi các bác sẽ biết tại sao là cái thùng của bên em làm một mình một kiểu. Một mình một kiểu thứ nhất này. Và thứ hai ấy, làm cái gỗ chất lượng rất là cao. Gỗ này tất cả gỗ đều 1.5. Gỗ trong thùng này 1.5. Ví dụ các đời to nha. TH này 118XN này. Hay là SC 118XN thì gỗ 1.8. Còn bát 30, 40 thì đa số là gỗ 1.5. Riêng cái loại loa 18 inch, tức là súp 80 thì là gỗ 18. Này, như cái này SC này thì là gỗ 18. Đấy. Tất cả đều là làm theo tiêu chuẩn. Làm đo đạc cẩn thận
và rất là tỉ mỉ. Đấy. Thùng thì có thể là thiết kế nó không được đẹp lắm, nhưng cái chất lượng âm thanh của nó đem lại thì nó không phải là bình thường. Em sẽ quay một chiếc lại sau cho các bác xem nhé. Đây là cái thùng rất là nặng. Một thùng này là vào một tấm gỗ. Một thùng một tấm gỗ. Đấy. Đây là mặt trước nhá. Thì em sẽ đậy cái nắp vào này. Đây cái nắp này em sẽ đậy ở đằng sau. Phía sau. Tất cả là đều là ốc chôn gen đầy đủ hết, chứ không có làm điêu đâu. Chỉ có trên này thì em bắn ốc bốn cạnh. Và tất cả đều có gioăng mút đầy đủ hết. Đây là cái mặt trước của nó các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, mặt trước của chiếc siêu trầm này. Đây là trên nóc này. Đấy. Trên nóc. Đây là phần sau này. Phần sau thì em chưa nhả rác rồi nhé. Các bác nào đấy thì em sẽ đấu rác vào và đóng gói gửi hàng cho các bác. Giá nó cao nhưng nó sẽ mang lại cho các bác một cái định nghĩa khác hoàn toàn về loa siêu trầm, loa subwoofer. Lực đánh của nó thì nó thuộc dạng là không hề mạnh, không hề mạnh lắm. Bắt 30 mà mạnh thì đào đâu ra. Đấy. Các bác chơi trong gia đình hai quả này thì nó đánh ngang với một chiếc súp đơn 50, súp mặt hoặc hầm, các loại mẫu phổ thông. Còn nếu như các bác bảo là hai quả này có ăn được một cái con TH này không, cái con TH này nó đánh kinh khủng lắm. Về lực đánh thì TH nó vượt hơn rồi. Mới thứ hai nó tần số đáp ứng Fakuram ấy, thì TH nó thuộc dạng là khủng khiếp nhất từ trước đến giờ các mẫu thùng súp em làm. TH118XN nó đem lại cái chất âm, cái tiếng súp và cái lực đánh kinh hồn bạc vía mà các bác không thể tưởng tượng được đâu. Mà thậm chí anh em thợ ấy, có nằm mơ cũng không nghĩ là lại có một cái hệ loa súp mà hàng Việt Nam mà nó làm được như thế. Riêng cái SC này nó đã ra một chất của nó rất là đặc trưng rồi. Scope đánh rất là hay rồi, nhưng cái dòng TH này nó còn có những điểm nó vượt mặt hơn rất là nhiều mà nhiều các bác không tin. Đấy. Ok, video giới thiệu đến đây nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thùng loa Bát 30 súp hầm này thì liên hệ trực tiếp. Đây là phiên bản cao cấp thì là giá là như vậy. Còn nếu như các bác nào muốn hàng rẻ, bên em cũng có hàng rẻ cho các bác. Và nó cũng giống như này, nó chỉ khác mỗi tí thôi. Ví dụ hàng rẻ thì em sẽ không thương mại bằng cách là chạy logo trên nóc này. Em sẽ làm nó khác đi, vẫn là súp hơi hoặc là độ thành súp điện, nhưng cấu hình rẻ thì là thùng của nó kiểu dáng hình thức là như này. Thì tất cả em sắp tới thì em sẽ có thêm một kênh nữa chuyên về phụ kiện và hàng rẻ, hàng rất rẻ để thống nhất thị trường cho các bác. Thay vì là các bác hỏi bên em có hàng rẻ không, bên em vẫn hay nói là không, nhưng bên em sẽ cố gắng ra mắt sản phẩm rẻ, giá rẻ nhưng mà chất lượng vẫn phải đạt đến mức là tương đối chứ không đến mức là ôi ôi quá. Thì kênh YouTube mới của bên em đó chính là Văn Lộc Cái Gì Cũng Biết. Đấy. Là các hàng rẻ này em sẽ có đăng trên kênh rất là nhiều. Là các bác là có quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Kể cả những cái mẫu này em cũng thương mại, có cả hàng rẻ nữa. Hiện tại là các cái mẫu nào mà em chạy logo này, chạy logo trên nóc này, trên cạnh này đều là hàng thương hiệu do bên em nghiên cứu và phát triển. Và khẳng định các bác là cứ bác nào